Chiều 30 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng đối với vụ hai xe khách chèn ép các nhân viên nhà xe đánh nhau. Trước đó khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 10, camera hành trình ghi lại cảnh hai xe khách chèn ép nhau trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Hải An, thị xã Nghi Sơn khi được đăng lên mạng Facebook. Tiếp đến ngày 19 tháng 10, nhiều đoạn video khác được đăng tải quay lại cảnh các nhân viên của hai nhà xe dùng gậy gỗ tiếp sát đánh nhau. Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thị xã Nghi Sơn đã làm rõ hai xe chèn ép nhau mang biển kiểm soát 37F00717 của nhà xe An Bình Tâm và 29H86904 của nhà xe Nhuận Năm. Tài xế điều khiển hai xe khách là Đậu Văn Thanh, sinh năm 1988, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu và Nguyễn Đăng Lộc, sinh năm 1987, trú xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, cùng tỉnh Nghệ An. Bước đầu, hai tài xế thừa nhận hành vi điều khiển xe chèn ép nhau như video phản ánh trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ việc hai nhà xe có mâu thuẫn trong kinh doanh.